các con ạ, ở các tiết học trước, chúng mình đã biết tác dụng cũng như cấu tạo hay là một số ứng dụng cơ bản của điện thoại. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm một nội dung nữa. Và trước khi vào bài mới, chúng mình có muốn chơi một trò chơi không? Nào, bây giờ chúng ta cùng khởi động với một trò chơi có tên giải mã điện thoại. Chúng ta hãy nghe kỹ luật chơi nhé. Các bạn ơi, tớ buồn quá, cô chủ đã quên mất mật khẩu của tớ rồi. Các bạn hãy trả lời đúng các câu hỏi mà mật mã đưa ra để giúp tớ mở được màn hình nhé. Cách chơi như sau, có 4 câu hỏi tương ứng với 4 chữ số của mật mã. Các bạn sẽ có 10 giây để đọc và trả lời bằng cách giơ các thẻ có đáp án tương ứng. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Trên mặt bàn các bạn, cô đã chuẩn bị cho mỗi bạn một bộ thẻ chứa các đáp án A, B, C, D. Chúng mình đã sẵn sàng chơi chưa nào? Rồi ạ! Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Điện thoại có những tác dụng nào? A. Dùng để liên lạc. B. Dùng để hỗ trợ học tập. C. Dùng để giải trí như xem phim, nghe nhạc. D. Tất cả các đáp án trên. Xin mời các đáp án. Ôi, cô thấy tất cả các con đều chọn đáp án D. Chúng mình cùng xem đáp án này có chính xác không nhé. À, đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng tất cả các con. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Đầu không phải là một bộ phận của điện thoại di động. A. Màn hình cảm ứng. B. Ống nghe và nói. C. Camera. D. Cổng sạc. Xin mời đáp án của các con. Lại một lần nữa cô thấy tất cả các bạn đều chọn đáp án B. Chúng ta cùng xem kết quả nhé. B là đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng tất cả các bạn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Đây là biểu tượng gì? A. Kết thúc cuộc gọi. B. Thực hiện cuộc gọi. C. Danh bạ điện thoại. D. Máy ảnh. Xin mời đáp án của các con. Lại một lần nữa cô thấy tất cả các bạn đều chọn cùng một đáp án A. Chúng ta hãy xem kết quả. Xin chúc mừng tất cả các bạn. Chúng mình sẽ đến với câu hỏi cuối cùng nhé. Có mấy bước thực hiện một cuộc gọi điện thoại? A. 2 bước. B. 3 bước. C. 4 bước. D. 5 bước. Thời gian đã hết. Có vẻ như tất cả chúng ta đều lựa chọn đáp án C. Bây giờ chúng ta cùng xem kết quả nhé. C là một đáp án hoàn toàn chính xác. Vậy mật mã của điện thoại là gì? Cô mời Thư Hà. Con thưa cô, mật mã điện thoại là 2024 ạ. Rất chính xác. Cô khen tất cả các bạn đã hoàn thành xuất sắc phần trò chơi của mình. Các con ạ, ở các tiết học trước, chúng ta đã biết sử dụng điện thoại rất là thành thạo rồi. Tuy nhiên, làm thế nào để sử dụng điện thoại an toàn, tiết kiệm mà lại đạt hiệu quả cao? Chúng ta sẽ đến với hoạt động 1 ngày hôm nay nhé. Cô mời một bạn đọc cho cô nội dung hoạt động. Cô mời Đan Lê. Con thưa cô, con đọc sử dụng điện thoại an toàn, tiết kiệm ạ. Với hoạt động này, chúng ta sẽ cùng bước vào bài tập sau. Cô mời một bạn đọc cho cô yêu cầu của bài. Cô mời con. Em hãy quan sát hình 6 và cho biết những hình ảnh nào thể hiện sử dụng điện thoại không an toàn, không tiết kiệm. Đối với bài tập này, cô sẽ yêu cầu chúng ta thảo luận theo nhóm 6 theo trong thời gian 2 phút. Các con sẽ lựa chọn những hình ảnh thể hiện sử dụng điện thoại không an toàn và không tiết kiệm dán vào bảng nhóm. Các con sẽ thảo luận và chia sẻ với nhau vì sao mình lựa chọn bức tranh đó, rồi đặt bảng nhóm vào những vị trí mà cô đã quy định. Chúng ta đã rõ cách làm chưa? Rõ.
Rồi ạ. Thời gian để các bạn thảo luận bắt đầu. Thời gian thảo luận của chúng ta đã hết. Cô khen tất cả các bạn đã thảo luận vô cùng sôi nổi và tích cực. Chúng mình có tò mò muốn xem kết quả của các nhóm khác không? Có. Bây giờ cô sẽ cho các con thời gian 2 phút để di chuyển và tham quan kết quả thảo luận của các nhóm khác nhé. Khi các con vừa tham quan xong phần kết quả của các nhóm, cô muốn một nhóm trình bày phần kết quả thảo luận của nhóm mình. Cô mời nhóm 3 nào. Thưa cô, đầu tiên nhóm con lựa chọn tranh A bởi vì tranh A là một bạn nam đang dùng điện thoại. Khi mà điện thoại bạn ý gần hết pin, điều này sẽ dễ gây hỏng máy, chai pin và không tiết kiệm ạ. Còn tiếp theo con chọn tranh C bởi vì bạn nam này đang nói chuyện với bạn rất lâu, làm tốn thời gian của gia đình, tốn pin của điện thoại và tốn cả tiền của gọi nữa. Bạn nữ này đang dùng điện thoại khi đang cắm sạc, điều này dễ gây nổ máy và không an toàn cho bạn ý. Giờ con lựa chọn tranh này bởi vì bạn nữ này đang dùng điện thoại nhưng bạn ấy lại tiết lộ thông tin cá nhân, địa chỉ nhà mình. Điều này dễ bị bạn ý dễ bị lợi dụng, không an toàn cho bạn ý. Khi bạn này đang dùng điện thoại nhưng mà bạn ấy để âm lượng rất to, làm cho những người xung quanh cảm thấy khó chịu và cũng dễ hết pin. À, cô cảm ơn bạn Tùng. Ở dưới các nhóm khác có gì bổ sung thêm cho bạn không? Vậy những nhóm nào đồng ý với kết quả của nhóm bạn Tùng nào giơ tay cho cô nào? À, cô khen các bạn rất giỏi. Cô hoàn toàn nhất trí với kết quả của nhóm bạn Tùng cũng như của các nhóm khác. Chúng ta nổ một tràng vỗ tay để chúc mừng mình nào. Kết quả của các bạn cũng rất giống với kết quả của cô. Vậy ai giỏi cho cô biết? Con thân cô là những bạn sử dụng điện thoại không an toàn là tranh A, tranh B, tranh G ạ. Những việc làm của các bạn trong tranh A, tranh B và tranh G thể hiện việc sử dụng điện thoại không an toàn. Vì sao các con lại cho rằng nó không an toàn? Cô mời con. Con thưa cô là bạn ở tranh A đang dùng điện thoại khi còn yếu pin. Điều này dễ gây chai pin và hỏng máy, cũng không an toàn cho điện thoại đấy ạ. Thưa cô ở tranh B thì bạn nữ này đang vừa sạc vừa dùng điện thoại. Điều này dễ gây cháy và nổ máy ạ. Thưa cô, bạn ở tranh G đang tiết lộ địa chỉ nhà mình cho người lạ. Điều này gây nguy hiểm cho mình và gia đình ạ. À, rất tốt. Cô mời các bạn thưởng cho bạn một tràng vỗ tay nào. Các con ạ, việc làm của bạn nhỏ trong bức tranh này sẽ làm cho điện thoại của chúng ta không được bền và có hại tới thiết bị điện thoại. Thế còn việc làm của bạn nhỏ trong bức tranh B là vừa dùng vừa sạc điện thoại sẽ gây ra những hậu quả có thể gây thiệt hại về tính mạng của con người. Tiếp theo, cô sẽ mời các con hướng đến việc làm của bạn nhỏ trong bức tranh G. Ở đây, bạn đã tiết lộ thông tin cá nhân của mình và có thể để cho những người xấu lợi dụng, gây bất lợi đến cho gia đình cũng như là cho bản thân của mình. Vậy chúng ta chú ý là sẽ không tiết lộ bất cứ một thông tin nào cho những người lạ. Các con nhớ chưa nào? Rồi ạ. Cô muốn lưu ý thêm các bạn hai điều nữa. Đó là khi chúng ta sử dụng điện thoại thì nên sử dụng với thời gian vừa phải, không nên sử dụng quá lâu, và chúng ta chỉ nên dùng khi cần thiết. Cuối cùng, đó là việc làm của bạn nhỏ trong bức tranh D. Cô không thấy bạn nào lựa chọn bức tranh này cả. Vì sao vậy? Cô mời Hồng Đăng nào. Con thưa cô là bởi vì bạn ấy đang học tiếng Anh trên điện thoại ạ. À, rất tốt. Những bạn nào đã biết sử dụng điện thoại để học online nào?
Các con đã biết sử dụng điện thoại để học online vào những dịp nào? Cô mời Khang. Dạ con thưa cô, con học vào dịp Covid ạ. À rất chính xác. Ngoài sử dụng điện thoại để học online, các con còn sử dụng để làm những việc nào khác? Cô mời Kỳ Anh. Con thưa cô, con sử dụng điện thoại để giải trí nữa ạ. À cô cảm ơn con. Ai có ý kiến khác? Con thưa cô, ngoài để giải trí ra, con dùng điện thoại để tra cứu thông tin nữa ạ. À rất giỏi, cả lớp nổ một tràng pháo tay để chúc mừng bạn nào. Cô khen tất cả các con đã biết sử dụng điện thoại để làm vào những việc đúng mục đích. Qua bài học ngày hôm nay, cô tin chắc rằng tất cả các bạn cũng như là những người thân sẽ biết sử dụng điện thoại an toàn, tiết kiệm và đạt hiệu quả đúng nào. Đây là những lưu ý để các con sử dụng điện thoại an toàn. Qua hoạt động vừa rồi, các con đã biết cách sử dụng điện thoại an toàn, tiết kiệm. Tuy nhiên, làm thế nào để sử dụng chúng đạt hiệu quả và phù hợp với quy tắc giao tiếp? Cô mời các con cùng chuyển sang hoạt động tiếp theo. Để đến với hoạt động 2, cô sẽ cho các con xem một đoạn clip. Chúng ta trong quá trình xem, hãy quan sát giúp cô nhân vật Nam và nghe xem bạn có những lời nói hay là thái độ như thế nào khi thực hiện một cuộc gọi bằng điện thoại nhé. Alo, cháu chào bác. Bác có khỏe không ạ? Nam phải không? Cảm ơn cháu, bác khỏe. Bác ơi, cháu báo một tin vui cho bác. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này, cháu sẽ về quê chơi. Ôi, thế thì vui quá. Bác sẽ cho cháu đi thả diều nhé. Vâng ạ, cháu thích lắm. Hẹn gặp bác ạ, cháu chào bác. Bác chào cháu. Qua đoạn clip các con vừa xem, cho cô biết bạn Nam đã gọi điện thoại cho ai? Cô mời Hải Nam. Con thưa cô là bạn Nam đã gọi cho bác của mình ạ. À rất tốt. Vậy các con có nhận xét gì về lời nói và thái độ của bạn Nam khi thực hiện cuộc gọi điện thoại cho bác? Cô mời Phúc An. Con thưa cô, bạn Nam nói với giọng thanh lịch, lịch sự ạ. Còn gì nữa không? À, con thưa cô, bạn đấy quên xưng danh cho bác. Bạn đấy phải hỏi lại là Nam phải không ạ? Cô cảm ơn bạn Phúc An. Vậy là bạn Nam đã nói chuyện với bác rất là lịch sự, lễ phép. Tuy nhiên là còn phải để bác hỏi tên mình đúng không nào? Vậy ai có thể thay bạn Nam nói đầy đủ hơn giúp cô nào? Thưa cô là bạn chưa xưng danh ạ. À vậy nếu con là Nam con sẽ nói thế nào cho đầy đủ nào? Cô con sẽ nói là cháu chào bác, cháu là Nam. Dạo này bác có khỏe không? Cháu muốn báo một tin vui cho bác là kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này cháu sẽ về quê chơi với bác. Bạn đã trả lời rất là đầy đủ thay cho bạn Nam rồi đúng không nào? Vậy khi chúng ta gọi điện, các con lưu ý mình cần phải chào hỏi, xưng danh và nêu mục đích cuộc gọi. Vậy còn giọng nói của bạn Nam khi gọi điện cho bác thể hiện điều gì? Cô mời con. Con thưa cô là khi bạn Nam gọi điện cho bác thì giọng của bạn đã lễ phép, lịch sự và bạn nói nhẹ nhàng, từ tốn. À cô cảm ơn con. Còn ai có ý kiến khác không? À, cô mời Quý nào. Con thưa cô, giọng nói bạn ý vui vẻ, mừng vui mừng ạ. Muốn báo tin cho bác ạ. À, rất chính xác. Vậy là chúng ta lưu ý khi chúng ta thực hiện gọi cũng như nghe điện thoại thì cần phải nói với giọng nói từ tốn vừa phải, có thể để người khác nghe rõ, được chưa nào? Vậy là qua hoạt động 2, các con đã biết cách sử dụng điện thoại hiệu quả và phù hợp với quy tắc giao tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng để xử lý một số tình huống có trong thực tế nhé. Cô mời các bạn chuyển cho cô sang hoạt động tiếp theo. Cô mời một bạn đọc cho cô yêu cầu của bài. Cô mời con. Con thưa cô, đóng vai và xử lý các tình huống trong các cuộc gọi điện thoại dưới đây. Một, khi em ở nhà một mình và có cuộc gọi đến điện thoại cố định từ một người lạ. Hai, khi gọi điện thoại cho một người nhưng người khác nghe máy. Ba, gọi điện thoại cho bạn để trao đổi về nội dung bài học ạ. À, cô cảm ơn con. Ở tiết học trước, cô đã yêu cầu chúng ta
về thiết kế một chiếc điện thoại mà mình yêu thích. Hôm nay chúng mình có mang đi không? Có. Chúng ta sẽ sử dụng gió để làm đạo cụ cho hoạt động ngày hôm nay nhé. Để hoàn thành bài tập này, cô sẽ chia các bạn thành nhóm đôi. Các bạn tổ trưởng sẽ chia cho cô trong nhóm mình thành 3 cặp. Mỗi cặp xử lý một tình huống trong thời gian 5 phút. Chúng ta đã rõ yêu cầu chưa? Rồi ạ. Thời gian 5 phút thảo luận của các bạn bắt đầu. Alo, đây có phải là số của bạn Hân không? Xin tôi đã làm phiền bạn. Chào bạn. Chào Bảo Châu nhé, tớ Hải Bang đây. Tớ có bài toán khó quá, còn có thể hướng dẫn tớ được không? Đó là bài gì vậy? Đó là bài 3, phần toán chuyển động ở trong phiếu cô giao. À, tớ hiểu rồi. Cảm ơn Bảo Châu nhé. Thôi, tớ tắt máy làm bài đây. Chào Bảo Châu và hẹn gặp lại Châu nhé. Chào cậu. Alo Đăng à? Alo Quý à? Cậu gọi tớ có cái gì ấy? Tớ có một bài toán hôm nay cô tao về nhà muốn hỏi cậu. Cái bài 3 ở phần chuyển động ý. Cậu muốn dẫn cậu được không? Đầu tiên cậu hãy tính vận tốc, sau đó cậu sẽ tính thời gian. Xong cậu sẽ lấy vận tốc nhân thời gian là sẽ ra quãng đường. Tớ cảm ơn. Bye bye. Thời gian thảo luận của chúng ta đã hết. Ai xung phong giải quyết cho cô tình huống này? Cô mời nhóm con. Xin chào các bạn. Chúng tớ đại diện cho nhóm 1, nơi xử lý tình huống 1. Tớ là Kỳ Anh, trong vai người lạ gọi đến. Còn tớ là Phúc An, trong vai người nhận điện thoại. Mời các bạn lắng nghe tình huống của chúng tớ nhé. Đây là số của ai vậy nhỉ? Hay là ai gọi cho mình có việc gì nhỉ? Thôi, mình cứ thử nghe xem sao. Alo, ai vậy ạ? Alo, chào bạn. Đây có phải là số của bạn Hân không? Không phải đâu, bạn nhầm rồi. Xin lỗi, làm phiền bạn. Chào bạn. Vâng, chào bạn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. À, chúng mình nổ một tràng vỗ tay để cảm ơn hai bạn nào. Các con có nhận xét gì về cách xử lý tình huống của nhóm bạn? Cô mời Việt Anh. Còn thưa cô là các bạn đã chào hỏi và xưng danh tốt rồi ạ. Ai có ý kiến khác không? Cô mời Khang. Cô thái độ của hai bạn thân thiện và lịch sự ạ. À, rất tốt. Cô khen là các bạn đã biết giao tiếp đúng quy tắc ứng xử. Đó là người nghe và người gọi đã nói chuyện với nhau rất lịch sự. Và ai còn có cách xử lý tình huống này khác nữa không ạ? Cô mời bạn Phúc Quý. Còn thưa cô, nếu người ta mà đây là một cuộc gọi cố định mà người ta muốn moi móc thông tin của nhà mình thì mình vẫn sẽ chào hỏi bằng một cách lịch sự, xong sẽ hỏi ai đấy. Nếu người ta bảo là bạn của mẹ hoặc bố mình thì con sẽ nói là tí bố mẹ con về thì con sẽ chuyển lời cho bố mẹ và bố mẹ sẽ gọi lại cho người ta. Xong con chào lại người ta, xong rồi con sẽ cúp máy ạ. À, cả lớp nổ một tràng vỗ tay để khen bạn nào. Các con lưu ý là khi chúng ta nhận được cuộc điện thoại từ người lạ, nếu như người đó là người xấu muốn moi thông tin từ mình thì lưu ý là chúng ta không cung cấp bất cứ một thông tin nào. Bởi vì hiện nay là trên mạng xã hội đã có rất nhiều trường hợp bị kẻ xấu lừa đảo và lợi dụng từ thông tin của mình để gây bất lợi cho mình và gia đình, đúng không nào? Vậy là qua phần xử lý tình huống vừa rồi, cô nhận thấy các con đã biết cách xử lý những tình huống có trong thực tế. Bây giờ, chúng mình cùng vận dụng bài học vào nội dung tiếp theo. Cô mời một bạn đọc cho cô nội dung. Cô mời Đan Lê. Con đưa cô con đọc bài, chia sẻ với người thân trong gia đình về cách sử dụng điện thoại an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với quy tắc giao tiếp ạ. À, cô cảm ơn con. Vừa rồi các con đã luyện tập rất tốt rồi. Ở phần nội dung này, cô sẽ giao cho các con về nhà. Chúng mình thử nhớ lại xem là ở trong gia đình, mình hay là bố mẹ, người thân đã có những việc làm nào chưa phù hợp với quy tắc giao tiếp cũng như là chưa sử dụng điện thoại an toàn không? Chúng ta sẽ nhắc nhở và ghi lại những lời nói, hành động của mình vào phiếu chia sẻ. Buổi sau,
các con sẽ mang phiếu chia sẻ này đến để chia sẻ trước lớp cho cô và các bạn cùng nghe nhé. Và trước khi kết thúc bài học, cô muốn lưu ý với các con một điều, đó là qua bài học sử dụng điện thoại, các con đã biết sử dụng điện thoại đúng cách và các con nhận thấy được điện thoại có rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên, chúng ta không lạm dụng điện thoại mà quên đi những điều có ích trong cuộc sống. Cô sẽ tặng các con một bài hát và lời bài hát sẽ nhắc nhở chúng ta điều này. Cô mời các con cùng đứng dậy nào. Học của chúng ta đã kết thúc rồi. Về nhà, các con lưu ý sử dụng điện thoại an toàn, hiệu quả và khuyến cáo với người thân của mình cách dùng điện thoại đúng cách nhé. Về nhà, các con sẽ tìm hiểu cho cô bài tiếp theo, bài sử dụng tủ lạnh.